chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Nhi DT Vlog nhé. Thì trong cái clip ngày hôm nay thì Nhi lại tiếp tục chia sẻ với cô chú anh chị và mọi người trên không gian mạng về những cái câu chuyện xoay quanh cái đàn YouTuber trong cái thời gian vừa qua. Thì xin thưa mọi người như sau. Thì trong cái clip ngày hôm nay thì Nhi cũng thay đổi cái bối cảnh, nó cũng khác đi một tí. Thì Nhi cũng giới thiệu với cô chú anh chị và mọi người như sau. Thì trong hai ngày hôm nay thì Nhi cũng có theo dõi một cái clip và một cái thông tin trên không gian mạng. Là mới đây nhất thì Nhi cũng có xem được cái kênh của cậu Sơ Tam. Thì mọi người cũng thử nhìn nhận và mọi người cũng tự đánh giá được xem là có phải là trong cái clip của cái cậu Sơ Tam lên thì có phải là cậu ấy đang dùng cái chiêu trò và những cái luận điệu. Thì trước đây thì có phải là nhai đi nhai lại, có phải giống cái luận điệu của cái kênh Lang Thang Bụi Rậm không hả mọi người? Thì xin thưa với cô chú anh chị như sau. Thì lý do và tại sao Nhi lại bảo là cái luận điệu và cái tiêu đề trong cái clip đấy thì lại giống với cái cậu Lang Thang Bụi Rậm. Thì xin thưa với mọi người, thì trước đây khi cô Nguyễn Phương Hằng đi vắng và đến cái thời điểm hiện tại thì thời điểm mà cô Nguyễn Phương Hằng đi vắng được 2 hôm đến 3 hôm gì đấy, thì cái kênh YouTuber Lang Thang Bụi Rậm thì cũng có lên trên tab cộng đồng và cũng có lấy một cái ảnh của cô Nguyễn Phương Hằng đặt lên và cũng làm rất chi là nhiều những cái chiêu trò, đó là kêu gọi tiền từ thiện và kêu gọi khán giả trên kênh hãy ủng hộ cho Lang Thang Bụi Rậm để lấy kinh phí và đồng tiền để đi ra Bình Thuận để tìm những cái thông tin và những cái chứng cứ để giúp cô Nguyễn Phương Hằng. Thì xin thưa với mọi người, thì liệu cái thông tin và cái thời điểm đấy thì cái ông Lang Thang Bụi Rậm này ông ấy đã giúp được cái gì chưa hả mọi người, và đã làm được cái gì trên không gian mạng chưa? Thì chắc chắn cô chú anh chị và mọi người cũng đã biết rồi và cũng đã đánh giá ra, phải không ạ? Thì lại quay lại cái clip của cái ông Sơ Tam. Thì xin thưa với mọi người như sau. Thì sau khi Nhi xem cái clip của cái cậu Sơ Tam đấy thì Nhi nhìn nhận ra một điều rằng tại sao và lý do gì cái clip đấy thì lại giống với cái tiêu đề, cái tab cộng đồng của cái ông Lang Thang Bụi Rậm như vậy. Thì có phải là trong cái góc độ và trong cái diễn biến cái sự việc thì có phải là trong cái bầy đàn YouTuber này thì có một cái mục đích rất chi là giống nhau, phải không hả mọi người? Thì tại sao mà Nhi lại nói là cái mục đích giống nhau? Thì xin thưa mọi người, là cái tiêu đề trong cái clip của cái ông Sơ Tam lên thì ông ấy có đưa lên một cái thông tin là cô Nguyễn Phương Hằng và chú Dũng Lò Vôi là có một cái người thứ ba đứng ở đằng sau. Thì xin hỏi mấy cô chú anh chị và mọi người là cô Nguyễn Phương Hằng và chú Dũng Lò Vôi liệu có ai đứng đằng sau không hả mọi người? Thì chắc chắn là không chứ mọi người, không có ai đứng đằng sau được cô chú ấy, là một. Cái thứ hai nữa thì khi Nhi mở cái clip ra và Nhi cũng có đi sâu về cái clip và đi xem cái clip đấy thì Nhi nhìn nhận được ra trong cái clip đấy thì không có một cái gì liên quan đến cả, và chỉ có mỗi một cái luận điệu là xuyên tạc và liên quan đến đó là một cái gia đình, có một cái hoàn cảnh của hai cái người đấy. Thì cái cậu Sơ Tam này lên thì cậu lại diễn xuất và cậu ấy lại mang cái ý định, cậu ấy không nói ra thẳng thừng là có thể là khán giả có thể là ủng hộ hay là thế nọ hay thế kia cả, mà cậu ta lại chia sẻ cái thứ nhất là cái lòng tốt của cậu đấy, và cậu ấy chia sẻ là trong ngày hôm nay thì cậu ấy và mọi người thì có lên trên đấy và cũng có giúp đỡ cái gia đình đấy. Thì xin thưa với mọi người là trong cái câu chuyện drama này thì mọi người cũng đã biết phải không ạ? Cô Nguyễn Phương Hằng thì cô ấy không ưa và không thích đi làm từ thiện. Đi làm từ thiện mập mờ thì cô không thích và không phải nhờ ảnh hưởng gì đến cô Nguyễn Phương Hằng cả. Thế tại sao và lý do gì cái ông Sơ Tam này ông lại làm cái chiêu trò đấy hả mọi người? Thì có phải là trong cái thời gian này là view night hết phải không ạ? Và thứ hai là khi khán giả và mọi người đã quay lưng lại và đã biết được bộ mặt thật của những cái kênh YouTuber này thì ông ta mới không còn gọi cho cái thu nhập nữa và không còn những cái view night nữa, nên bây giờ quay sang thì đi gọi từ thiện không hả mọi người?
thì có phải là trong cái tiêu đề và trong cái clip và Nhi đã chia sẻ lên thì có phải là nó tương đồng và giống với cái kênh trước đây đã đưa cái tab của đồng của cô Nguyễn Phương Hằng lên không ạ? Thì Nhi thấy là bởi vì là cái trend của cô Nguyễn Phương Hằng thì bây giờ đang vẫn chỉ là hot và nổi là một. Cái thứ hai là cái tầm ảnh hưởng cô Nguyễn Phương Hằng thì bây giờ đang được khán giả và mọi người đang theo dõi và đang ủng hộ. Thì có phải là ông ta đang lợi dụng vào cái tầm ảnh hưởng này để ông ta thu hút khán giả về kênh là một. Cái thứ hai nữa là để chia sẻ và gọi cho là mị khán giả để kêu gọi đồng tiền từ thiện không hả mọi người? Thì đấy là cái lập định và cái chia sẻ của Nhi khi Nhi nhìn nhận lên như vậy. Bởi vì khi Nhi nhìn nhận được ra hai cái từ quan điểm của hai cái kênh này rất chi là giống nhau chứ không bao giờ là khác nhau cả. Nên là sau khi Nhi nhìn nhận được như vậy thì Nhi đã lên cái clip và Nhi đã chia sẻ với mọi người về những cái luận điệu và về những cái chia sẻ của Nhi khi Nhi nhìn nhận được ra. Thì cô chú anh chị và mọi người cũng đã biết phải không ạ? Thì trong suốt cái quá trình 2-3 ngày hôm nay lùm xùm trên không gian mạng thì chính cái chủ kênh Star này cũng lên trên không gian mạng, cũng đưa ra những cái lập luận và đưa ra những cái chiêu trò loại chiêu trò kia. Thứ nhất là bảo bạn Lạc Phong và anh Điền Võ là lên dừng lại và không lên nói về cô Nguyễn Phương Hằng nữa trong cái thời điểm này. Thế tại sao và lý do gì những cái kênh này lại có quyền và lại nói được về cô Nguyễn Phương Hằng? Thì có phải là trong những cái kênh này thì đang muốn thứ nhất là bá chủ thiên hạ không ạ? Có phải là đang muốn làm cái chiêu trò để bá chủ cái drama này không hả mọi người? Để kêu gọi từ thiện, để làm những cái chiêu trò lọ chiêu trò kia, dùng cái mục đích thì chắc chắn cô chú anh chị mọi người cũng đã biết là Nhi leo lên rồi. Thì sau khi Nhi nhìn nhận được ra những cái góc khuất và những cái chiêu trò của cái đàn YouTuber này thì có gì thì Nhi cũng chia sẻ vậy. Chứ Nhi không bao giờ Nhi giấu hay thế nọ Nhi cái kia cả. Bởi vì là bản thân của Nhi, khi Nhi nhìn nhận và là cái người ở ngoài cuộc thì Nhi cũng đánh giá ra được một điều rằng không có lửa thì tất nhiên là không bao giờ có khói. Mà đã có khói thì chắc chắn là trong cái khói thì phải có cái mục đích gì, hoặc là cái lọ cái kia gì đấy. Nên là sau khi Nhi nhìn nhận và Nhi đúc kết được ra cái câu chuyện này thì Nhi mới nhầm hiểu ra được một điều rằng là trong cái bầy đàn YouTuber này thì chắc chắn mới cô chú anh chị mọi điều rằng là có một cái âm mưu hoặc là có một cái chiêu trò gì đấy đang đưa đường và dẫn lối nhằm cái mục đích thứ nhất là chuộc lợi cho cá nhân, thứ hai là đi ngược lại với những cái gì cô Nguyễn Phương Hằng trước đây đã nói. Và bản thân Nhi cũng mới tham gia cái drama thôi và Nhi cũng biết được rằng cô Nguyễn Phương Hằng, cô ấy không bao giờ cô thích làm từ thiện cả, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, nếu như mà làm từ thiện thì không bao giờ được phép dùng cái tầm ảnh hưởng của cô Nguyễn Phương Hằng lên trên không gian mạng và dùng cái tầm ảnh hưởng của mọi người để đưa lên. Thì mọi người cũng đã biết trong cái câu chuyện từ thiện thế nọ, từ thiện thế kia, thì cái đàn YouTuber này trước đây đã cùng ủng hộ cô Nguyễn Phương Hằng và đã cùng nói lên những cái tiếng nói. Thì lý do và tại sao trong cái thời điểm này khi cô Nguyễn Phương Hằng đi vắng thì cái đàn YouTuber đã lên dùng những cái chiêu trò hết sức gọi cho là vớ vẩn. Thì tại sao mà cái chiêu trò vớ vẩn thì Nhi cũng đã leo lên trên được. Ông nào cũng nhờ đến cái hình ảnh và cái thông tin hay là cái thông leo hay là những cái tab cộng đồng của cô Nguyễn Phương Hằng cả để câu like, để câu view, để lừa đảo những khán giả vào kênh xem được nhiều. Khi xem được nhiều thì chắc chắn cô chú anh chị mọi người cũng đã biết được trong cái clip đấy, thì các ông mới giả mèo khóc chuột, các ông mới giả nhân giả nghĩa. Chứ nếu như mà các ông này mà tốt mà đẹp mà giả nhân giả nghĩa như các ông đã phát ra trên cái, những cái live stream, những cái clip mọi người, thì không đến nỗi là trong thời gian vừa qua bạn Lạc Phong và anh Điền Võ đã đi tìm những cái thông tin hay và đưa lên chia sẻ cái không gian mạng nhằm cái mục đích cũng chỉ muốn giúp đỡ không gian mạng và mọi người biết được cái sự thật. Thì lý do và tại sao các ông này lại muốn bịt miệng bạn Lạc Phong lại mà không muốn anh Điền Võ lên tiếng và lại không muốn cái bầy đàn YouTuber này lại không muốn Lạc Phong và mọi người chia sẻ về thông tin về cô Nguyễn Phương Hằng, mà lý do và tại sao chỉ có các ông mới đưa lên được?
Còn Lạc Phong và Điền Võ lý do tại sao mày không đưa được? Thì mọi người có thấy là nó quá bất cập không ạ? Có phải nó quá là chiêu trò không ạ? Thì khi Nhi nhìn nhận được ra và Nhi biết được cái sự thật và những cái chiêu trò này, thì Nhi lên Nhi chia sẻ với cô chú anh chị và mọi người biết được là trong cái góc độ và trong cái nhìn nhận của Nhi, thì chắc chắn với cô chú anh chị mọi điều rằng đây sẽ có một cái thế lực hoặc một người nào thứ ba đứng đằng sau giật dây và sẽ làm lũng lĩu trên cái drama này cả, và sẽ làm những cái câu chuyện drama này đi theo một cái hướng khác và đi theo một cái chiêu trò để mị khán giả, để khán giả có thể là nhìn nhận ra một cái cách khác. Còn trong cái chiêu trò của cái đàn YouTuber này ra thì xin thưa mọi người, thì mọi người cũng đã nhìn nhận được qua cái clip mà cái đàn YouTuber này đang diễn hài nọ diễn hài kia, thì cô chú chị mọi người biết thì lý do mà tại sao các ông ấy diễn hài thì hay thế và diễn hài thì lại sao để không đưa ra những cái chiêu trò của các ông ấy lên đi để cho khán giả và mọi người biết được tại sao các ông ấy không đưa lên và tại sao các ông ấy lại dùng những cái chiêu trò để lừa khán giả theo một cách nhố nhăng như vậy hả mọi người? Thì chắc chắn mọi người, cô chú anh chị cũng đã biết được và nhìn nhận được ra liệu là cái đàn YouTuber này có phải là cái đàn chính nghĩa không hả mọi người? Theo như Nhi nhìn nhận và theo như sự đánh giá của Nhi thì đây chính thức là một cái đàn YouTuber đi ăn theo và lói leo và đã làm những cái chiêu trò, thứ nhất để mị khán giả, thứ hai để câu like, câu view, thứ ba có khả năng là sẽ nhận được một cái số tiền của bên thứ ba, của một cái người thứ ba, người ta sẽ đứng lên, người ta sẽ làm lũng lĩu cái câu chuyện này đi để cho cái bầy đàn YouTuber này lên. Thì đấy là những cái nhận định và những cái suy đoán của Nhi, thì Nhi chia sẻ với cô chú anh chị mọi người trên không gian mạng. Nếu như những cô chú anh chị nào mà cùng quan điểm với Nhi thì mọi người hãy comment và inbox ở dưới cho Nhi để Nhi sẽ xem được những cái ý kiến và những cái chia sẻ của mọi người, xem có đúng với những cái gì Nhi đang suy nghĩ không và Nhi đang phỏng đoán không. Còn xin thưa với mọi người, trong cái câu chuyện giữa Lạc Phong và Điền Võ thì mọi người cũng biết ạ, cái câu chuyện đấy thì trong mọi người cũng đã biết, Lạc Phong và Điền Võ cũng đã dừng lại và cũng không muốn đấu tố đi, không muốn đấu tố lại nữa về cái câu chuyện này nữa. Nhưng mà cuối cùng cái đàn YouTuber này lại dùng cái chiêu trò đánh đen đánh đỏ và dùng cái chiêu trò là hài lọ hài kia, thì mọi người cũng đã nhìn nhận được ra. Thì xin thưa mọi người là Nhi sẽ cam đoan với mọi người là cái đàn YouTuber này không bao giờ sẽ dừng lại và sẽ không bao giờ im hơi và lặng tiếng, và sẽ còn làm rất chi là nhiều những cái chiêu trò lọ chiêu trò kia nữa. Nên là mọi người cứ chờ và sẽ đợi và sẽ xem là những bạn Lạc Phong và anh Điền Võ sẽ đưa những cái thông tin gì hay lên trên không gian mạng, thì cái bầy đàn YouTuber này sẽ lại tiếp tục dựng lên những cái câu chuyện ối giời ơi và những cái câu chuyện không thành có và những cái câu chuyện nọ câu chuyện kia để lấp liếm cái câu chuyện đi, và muốn mục đích là để cho bạn Lạc Phong im mồm và để cho anh Điền Võ không có tiếng nói nữa. Thì xin thưa mọi người, thì trong cái không tiếng nói nữa chắc chắn là sẽ có cái người thứ ba, và chắc chắn sẽ có cái mục đích ở đây chứ không phải là mục đích đơn giản. Đây là trong ngày hôm nay thì Nhi làm cái clip này lên, thì Nhi chia sẻ với cô chú anh chị mọi người được biết về những cái suy đoán và những cái lập định của Nhi lên trên không gian mạng để cho mọi người biết và mọi người được nghe, được thấy, để xem là cái bầy đàn YouTuber này đang làm những cái chiêu trò gì trên không gian mạng. Thì một lần nữa Nhi xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị mọi người trên không gian mạng đã theo dõi và ủng hộ Nhi trong cái thời gian vừa qua, thì để Nhi tiếp tục được lên những cái tiếng nói và chia sẻ với mọi người được biết được là trong cái quá trình và trong những cái câu chuyện xoay quanh cái drama này có những cái gì hay, những cái gì tốt, những cái gì đẹp, thì Nhi sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị mọi người được biết, được nghe và xem những cái suy đoán và những cái suy luận của Nhi, xem có trùng với những cái cảm xúc và những cái comment của mọi người không. Thì Nhi cũng xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ Nhi trong thời gian vừa qua. Thì xin thưa mọi người là hiện tại bây giờ là Nhi đang chia sẻ cho mọi người được biết, được ngắm về cái cây quất mà Nhi đã chăm sóc nó trong cái thời gian vừa qua mọi người nhé. Thì hiện tại là cây quất của nhà Nhi cũng đã được rất chi là nhiều quả và cũng đã thu hoạch được một lần nha mọi người nhé. Chính thức đây là cây quất cảnh mọi người ạ. Thì Nhi cũng đã chăm sóc, đây mọi người xem, thì quả cũng rất chi là nhiều nha mọi người nhé.
nên là Nhi hay chia sẻ cái cây quất này bởi vì là Nhi cũng rất khi là thích chăm sóc những cây cảnh. Khi nhìn thấy được cái cây cảnh, những cây này nó ra hoa thì Nhi rất chi là có khí thế mọi người. Là một cái thứ hai nữa thì Nhi muốn đổi cái bối cảnh đi, bởi vì nhiều khi là những cái clip Nhi đăng lên thì nhiều khi là những cái hình ảnh của Nhi lên ấy nó nhiều quá, nên là Nhi muốn chia sẻ cái hình ảnh nó khác đi để cho cô chú anh chị mọi người đỡ nhàm chán. Cô chú anh chị chỉ cần nghe những cái lời nói và những cái lời chia sẻ của Nhi trên không gian mạng thôi, còn thật sự ra mọi người là Nhi cũng sẽ đổi bối cảnh thường xuyên để cho cô chú anh chị mọi người xem. Thì một lần nữa Nhi xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị mọi người trên không gian mạng đã luôn ủng hộ và yêu mến kênh của Nhi DT Vlog. Thì Nhi cũng không biết nói gì hơn, thì Nhi cũng đang muốn thành lập một cái kênh Nhi DT Vlog 2 thì để chia sẻ với cô chú anh chị mọi người, để cho cô chú anh chị mọi người biết được là những cái tiếng nói của Nhi lên trên đây. Thì mục đích của Nhi cũng chỉ muốn đưa lên những cái lời nói và những cái gì tốt đẹp nhất để chia sẻ cho cô chú anh chị mọi người ạ. Thì Nhi xin phép cô chú anh chị, Nhi xin dừng cái clip tại đây. Xin hẹn cô chú anh chị mọi người trong những cái đường live tiếp theo. Xin chào cô chú anh chị ạ.